Vâng, xin kính chào thẻ bà con cô bác đã quay trở lại kênh mua bán cô tơ vụ giá rẻ nhất cả nước ạ. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bà con cô bác xem một chiếc xe đến từ nhà Toyota. Mẫu xe Toyota Vios được sản xuất 2017 với động cơ máy 1.5 số sàn nhé. Nói tới dòng xe Vios thì được rất là nhiều người dân ưa chuộng, lựa chọn dòng xe Vios vì nó cái độ bền bỉ của nó rất là cao này, giá thành hợp lý này, và khi chúng ta bán đi thì cái giá nó sẽ rất là hợp lý và chúng ta sẽ không lỗ nhiều. Đây là một chiếc xe Vios bản E được sản xuất 2017. Thì dòng xe này, với dòng xe Vios thì bắt đầu từ 2016, cuối 2016 thì nó lên máy trắng rồi, hay là 2017 nhé. Đặc biệt đây là một chiếc xe tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ đầu, máy zin từ mặt sàn cò này đấy, mặt sàn cò cái này vẫn còn nguyên đấy ạ. Và đó là một chiếc xe còn rất là đẹp, những cái phần ốc áp của chiếc xe còn chưa động chạm. Đây là số máy này đấy, 2LRX120016 nhá. Đấy, đây là số máy này. Đấy, đây là số máy không ạ? Đấy, quý vị khách hàng nhìn chưa? Đấy. Vâng, với chiếc xe Vios này thì hiện tại cửa hàng em đang bán là 369 triệu đồng. Nếu mà quý vị khách hàng cũng như là bà con cô bác mình quan tâm thì hãy nhấc máy gọi điện cho em qua số điện thoại là 0397265286 nhá. Đặc biệt bà con xem thì hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp em những cái phần đầu răng sassi của chiếc xe này. Đấy, phải nói là còn nguyên bản ạ. Đây, hệ thống đèn của chiếc xe này. Đây, két nước làm mát này. Đấy, két chính này. Đây, két phụ. Đương nhiên là dòng xe bản E bản đủ thì sẽ có hệ thống cục ABS đây ạ. Những cái phần đây, ốc cabo này. Đấy, ốc cabo còn chưa vặn cơ, chống nhiệt phần cabo vẫn còn đây. Đấy ạ, đấy, chống nhiệt phần cabo này. Hai bên ụ giảm sóc đây. Đấy, máy móc thì còn nguyên bản nhá. Những cái ốc ác tận sâu bên trong đây là chưa hề bị vặn đâu ạ. Chiếc này mang biển tư nhân Hải Phòng 15A30971 nhá. Với động cơ máy 1.5 con này nó sẽ ăn xăng tổng khoảng 6,5 lít/100 cây ạ. Đấy, sẽ là 6,5 lít/100 cây. Hệ thống xi nhan trên gương đa đăng đúc này, hai từ khí an toàn. Dòng xe Vios thì nếu mà form khác nó phải đến cuối 2018 thì nó mới lên form. Hiện tại em có một con 2019. Đấy, form của cuối 2018 và 2019 sẽ là một form 2017. Thì đầu 2018 trở xuống 2014 nó sẽ là một form này. Đấy, nguyên bản sẽ là một form này thôi. Xe có trang bị cam lùi đầy đủ này. Đây, đấy, hệ thống cam lùi này. Và bây giờ quay phần cầm để cho bà con xem. Đây ạ, đấy, cầm sáng sủa sạch sẽ nhá. Phải nói là rất là ok luôn. Con này em bán ra là có giấy tờ cam kết cho bà con cô bác là xe thì không bị tai nạn ngập nước. Giấy tờ em cam kết chuẩn chỉ luôn. Nội thất thì trang bị ghế da đấy ạ. Đấy, ghế da màu kem này. Trần thì trang bị trần 3D rồi. Một số bà con cô bác mình không thích cái trần nỉ, tại vì trần nỉ nó rất là hôi, nên nhiều người đã mua một chiếc xe mới về vứt trần nỉ và ra trần 3D. Đấy, vì 3D nó cũng rất là mát. Với thời tiết ở ngoài khu vực phía Bắc thì mùa hè nó trời rất là oi bức, trần nỉ nó sẽ hạm nắng vào, nên là trần 3D nó rất là tiện lợi. Đây, đấy, trang bị vô lăng 3 chấu này, một túi khí an toàn bên hàng ghế lái và một bên ghế phụ, màn hình Android to luôn. Đây, nội thất này. Đấy, đấy, đây là nhãn hiệu nhà máy sản xuất nhá. Hệ thống gương kính điện cũng là nguyên bản theo xe. Đây, những phần tắt đi cánh cửa này. Đấy, đây ạ, những cái phần đinh chập của nhà máy này ạ. Đây em giật phần cốp để cho bà con mình xem cái phần cốp này. Cốp của dòng xe này thì nó rất là rộng. Đây là phần cốp xe này, rất là rộng luôn. Lốp xe cua, dụng cụ kích lốp này. Thường thường cái dòng xe Vios thì dụng cụ kích lốp nó sẽ nằm ở dưới cái phần ghế lái nhé, ở dưới gầm ghế lái nhé. Đấy,
những cái phần đinh bấm này, đấy, keo chỉ cốt này. Đây, đèn đấy ạ. Đấy. Những phần cánh cửa này, tắp đi cánh cửa này, sạch sẽ sáng sủa nhá, rất là đẹp. Đây, những cái phần, đây là phần đinh này, đấy, những cái phần đinh này nguyên bản của nhà máy đấy ạ. Để cho bà con cô bác mình phân biệt một chiếc xe Vios bản E và một chiếc xe Vios bản Limo thì chúng ta sẽ kiểm tra ở cái phần phanh của nó nhé. Đấy, sẽ kiểm tra ở phanh của nó. Nếu mà chiếc xe Vios bản E bản đồ thì nó sẽ trang bị 4 bánh đĩa, còn nếu bản Z bản Limo thì nó chỉ trang bị 2 bánh trước là phanh đĩa thôi, 2 bánh sau là vẫn là phanh tăng trống nhé. Đấy, vẫn là phanh tăng trống ạ. Cô lốp của chiếc xe này không có hiện tượng mục mọt. Đấy, bây giờ thì em sẽ nổ máy và quay phần máy để cho bà con xem. Lấy là quay máy là khi máy nó chưa hoạt động. Bây giờ em sẽ nổ máy này. Dạ vâng, đây là phần máy của chiếc xe Vios được sản xuất 2017 với động cơ máy 1.5 tự động nhé. Ốc sáng quắc luôn, đấy, không bị han này. Và ốc ác thì không hề có hiện tượng vặn gì cả. Đấy ạ, đấy, hồi đó là còn rất là đẹp ạ. Xin từ mặt máy cơ mà, đây mặt máy này. Keo lôi trượt của nhà máy đấy ạ, đấy, vẫn còn nguyên đấy nhá. Đây là keo lôi trượt của nhà máy đấy ạ. Máy thì khô ráo, sạch sẽ, không có hiện tượng ngấm dầu và chảy dầu. Phải nói là rất là ok luôn. 69 triệu đồng cho mẫu xe Vios bản E 2017 xe gia đình nhé, một chủ từ đầu. Nếu bà con cô bác mình quan tâm, hãy nhấc máy gọi điện cho ô tô cũ giá rẻ nhất cả nước qua số điện thoại là 0397265286 ạ. Đặc biệt bà con cô bác xem video đầu tiên của em thì hãy like, đăng ký và chia sẻ với em. Bây giờ thì em xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại bà con cô bác ở những video tiếp theo ạ.